Dù còn 2 năm nữa mới đến SEA Games 28, nhưng nước chủ nhà Singapore đã tích cực chuẩn bị cho sự kiện này. Háo hức nhất có lẽ là giới doanh nghiệp bán lẻ và khách sạn. Họ đang hy vọng đại hội thể thao khu vực sẽ giúp tăng doanh số gấp 2, gấp 3 lần. Singapore vốn không mấy xa lạ với việc tổ chức những sự kiện thể thao lớn. Gần đây nhất, đảo quốc sư tử đã đăng cai Thế vận hội Olympic trẻ vào năm 2010. Năm 2015, Singapore sẽ đăng cai Đại hội thể thao Đông Nam Á SEA Games lần thứ 28. Hầu hết giới kinh doanh, đặc biệt là những ai trong lĩnh vực bán lẻ và khách sạn, đều kỳ vọng vào món hời mà các sự kiện thể thao mang lại. Những cửa hàng tại Orchard Road, nơi được gọi là thiên đường mua sắm của Singapore, cho biết, năm 2010, khi Thế vận hội Olympic trẻ diễn ra, trong 3 ngày doanh số bán đã tăng 5%. Họ cho biết đang rất mong chờ SEA Games 28, bởi dịp này diễn ra đúng vào mùa mua sắm tại Singapore. Ông Steven Goh, giám đốc hiệp hội kinh doanh Orchard Road cho rằng, nhờ SEA Games 28, các cửa hàng có thể tăng doanh số gấp 2, gấp 3 lần bằng cách nhắm vào lượng du khách trong khu vực, chủ yếu đến từ Thái Lan, Việt Nam, Philippines và Malaysia. Để tận dụng tối đa những cơ hội mà sự kiện thể thao lớn nhất mang lại, không chỉ có doanh nghiệp bán lẻ, các chủ khách sạn tại khu trung tâm Singapore đang gấp rút chuẩn bị để đón gần 7.000 vận động viên và quan chức các nước đến tham dự SEA Games. Đến năm 2015, Singapore sẽ có thêm khoảng 10.000 phòng khách sạn để đáp ứng đủ nhu cầu mùa cao điểm.